Anh em biết cái này là gì không? Đây là cái chiếc JBL Tour Pro 2, tai nghe TrueLess mới nhất cũng như là đầu tiên trên thế giới được trang bị một cái màn hình tích hợp ngay trên dock sạc này luôn. Sau vài ngày trải nghiệm thì mình sẽ chia sẻ với anh em ngay trong video này nha. JBL Tour Pro 2 được trang bị chuẩn kết nối Bluetooth 5.3. Nếu như anh em không kích hoạt tính năng chống ồn thì thời lượng pin của em này lên tới 40 tiếng, bao gồm là 10 tiếng trên tai nghe và 30 tiếng được trữ lại bên trong dock sạc. Chúng ta sẽ sạc lại cho em nó bằng cái cổng USB-C ngay bên dưới này hoặc là dock sạc không dây. Như anh em có thể thấy thì phần housing này trông hơi to, nhưng thật ra khi đeo lên rồi nó rất là thoải mái. Trong quá trình mình chơi thể thao nó không hề bị rơi rớt, rất là chắc chắn nha. Các cái tính năng cần thiết cũng như là tiên tiến nhất trên tai nghe TrueWireless đều có mặt trên chiếc Tour Pro 2 này, bao gồm là tính năng chống ồn chủ động ANC, tính năng xuyên âm Ambient Aware, cũng như là thoát thu dành cho anh em nào cần đàm thoại khi vẫn đeo tai nghe. Chất lượng đàm thoại trên em này mình thấy cũng khá là ổn với 3 mic được trang bị trên mỗi tai. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái điểm độc đáo nhất trên chiếc tai nghe này là cái màn hình cảm ứng rộng 1,45 inch. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình có thể tùy chọn một cái hình nền thông qua ứng dụng JBL Headphones. Màn hình này có khả năng hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn tương tự như một chiếc smartwatch, giúp chúng ta dễ dàng điều khiển nhạc, tăng giảm âm lượng, bật tắt các tính năng phụ trợ như là xuyên âm, chống ồn, tìm tai nghe. Ngoài ra còn có chức năng đèn pin rất là độc đáo nữa nha. Về âm thanh thì em này làm cho mình cực kỳ ấn tượng bởi cái dải âm trầm bùng nổ mạnh mẽ, tiếp cho mình rất nhiều năng lượng trong quá trình làm việc, chơi thể thao. Và vì đây là một chiếc tai nghe cao cấp nên cái dải bass này không hề lớn các cái dải âm khác chút nào cả. Đây là một ứng cử viên rất là sáng giá dành cho bạn nào thích các thể loại nhạc sôi động như là EDM, pop, rock. Như hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn á, thì cái con này được trang bị đi kèm một cái app có tên là JBL Headphones. Ứng dụng này hiển thị các thông tin liên quan đến pin của cán sạc và tầng củ tai rất là trực quan. Mình có thể dễ dàng bật tắt, thay đổi mức độ chống ồn, xuyên âm cho phù hợp với nhu cầu của cá nhân. Equalizer thì mọi người có thể lựa chọn những cái mẫu có sẵn ở đây hoặc là tùy biển riêng. Để trải nghiệm xem phim, chơi game trở nên thú vị hơn thì JBL có trang bị một tính năng giả lập âm thanh vòm có tên là Spatial Sound. Phần gesture này là để anh em thay đổi các thao tác cảm ứng trên tai một cách thuận tiện nhất, cùng với rất rất nhiều tính năng hữu ích khác. Tổng kết lại ha, JBL Tour Pro 2 sẽ có mức giá đâu đó tầm 6 củ và chung phân khúc với các đối thủ sừng sỏ như là Sony WS-M4, Momentum TrueWireless 3 của Sennheiser và Debile Gemini. Với những cái ưu điểm nãy giờ mình nêu như là chất âm sống động nè, màn hình cảm ứng cũng như là cái app rất là hữu dụng, thì mình nghĩ JBL Tour Pro 2 là một đối thủ có tính cạnh tranh rất là cao. Mình sẽ có thêm một cái lựa chọn trong phân khúc giá khoảng 6 củ này. Anh em nào đang quan tâm thì có thể liên hệ ngay với tụi mình nha. Cảm ơn mọi người.